TTV thua. 4, 6, 5. Thua gì anh? Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu chung kết đầu tiên của Thái Bình với Game TV. Đây là màn hình máy của game thủ. Vâng, Phi Thường cầm Kata. Ngày hôm nay thì Phi Thường không biết là ngồi cái máy này là cái máy gì mà suốt ngày chỉ thấy Kata, Greg và Choi Son thôi. Chưa thấy một cái trận nào đó cho nó nên hồn. Tiểu Bạch Long là người cầm Mia. Và cuối cùng là Gunny cầm Hiti. Ở trận thi đấu này thì bên kia Game TV có Greg, Pan, Hit và Ia. Vâng, theo lần lượt thì là như vậy. Một là Greg của chim sẻ nắng. Hai là Chip Boy người cầm Pan. Màu A là cái thủ nâu 1 người cầm Hitty. Và màu 4 là ông Anh người cầm Mia. Có lẽ chúng ta nên đến màn hình máy của Phi Thường, người cầm Kata đầu cánh phía bên này. Như vậy là có quả phụ rồi, tương đối sớm dành cho bãi quả phụ của Kata. Nhưng bài này phải có voi và hiêu về gì đấy thì mới có khả năng ép đời khỏe được. Với một loại quân không có ưu thế như Paridan về việc nhặt quả thì việc phải có, bắt buộc phải có hiêu voi để ép đời sớm, đó là cái điều đương nhiên. Những cây gỗ đầu cũng không được quá gần, vì vậy game thủ Phi Thường phải cố gắng ép thật nhanh. Bài này rất khó để ép sớm dành cho đối thủ Phi Thường. Gỗ đầu xa, đồ đưa về thì vẫn chưa thấy đâu. Ông lớn thì ông vẫn tập đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo. Vâng, chúng ta hãy cùng đến với diễn biến tiếp theo trận thi đấu này thôi. Hội trường thi đấu đang trở nên sôi động hơn với những âm thanh đến từ vâng những chiếc loa có công suất lớn. Màn hình máy của game thủ Hoàng Phi Thường, người cầm Kata, thêm hiêu và thêm nói dụ như là mới chỉ có quả phụ thôi và một bầy hiêu ở phía trên này. Có lẽ chúng ta nên chuyển qua màn hình máy của game thủ Tiểu Bạch Long cầm vâng Yamato thôi. Một cái bài mà game thủ Phi Thường là hơi tù tội. Một bài có quả phụ và có hiêu về. Chúng ta hãy cùng chờ xem bài này game thủ Tiểu Bạch Long sẽ vâng kích đời ở bao nhiêu. Bài IA tụt hẳn ở phía trong, khá nhiều rừng. Thế nhà là tương đối kín, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Bây giờ thì kéo vâng nông dân lên ăn bầy hiếu thêm ở phía trên. Ơi ơi, không phải đâu, đây trận trước. Ia Kata ít. Hay à. Vâng, Tân Tiên Tỷ đang làm tôi hơi chóng mặt. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại trận thi đấu này thôi. Timeline 26 đến từ game thủ Tiểu Bạch Long. BB được thiết kế rộng, sau đó thì BM bên cạnh BB. Vâng, phía chúng ta hãy cùng xem Tiểu Bạch Long sẽ đóng ở phía trong và phía ngoài. Vâng, có bãi quả phụ đến từ game thủ Tôm.
và Tiểu Bạch Long, và có lẽ là tôi cũng không ăn, nhường hết cho Tiểu Bạch Long. Đóng A vị trí gần mái vàng thì là hơi tù. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Vâng, hiện tại thì ban tổ chức đang tập đếm. Anh Hưng Gót đang tập đếm liên tiếp từ đầu buổi đến giờ. Vâng, vừa tập đếm và vừa tập nói. Alo, cái bồ liên tội. Nhưng bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với màn hình máy của game thủ Tiểu Bạch Long. Một bài 27 nông dân. Bây giờ thì đóng ruộng luôn. Chúng ta hãy cùng chuyển qua các màn hình khác, dường như là đang có chiến sự ở đâu đó. Màn hình máy của game thủ phi thường tham lai là 19/18. Màn hình máy của game thủ Tiểu Bạch Long hôm nay 27, và màn hình máy game thủ Gunny cũng là 27. Như vậy là Gunny được bài đánh cung, vâng, đầu cánh, đánh cung bo nhỏ, hơi lưu tiêu một chút dành cho game thủ Gunny, cố gắng vâng càng đánh càng khung cái hốc này một cách đẹp hơn và vâng rộng hơn, nhưng cũng đang là hơi khó. Gỗ thì nhiều nhưng thực thì không có để kích bánh xe. Cuối cùng cũng đã kích được rồi, 4 BA được thiết kế. Bãi gỗ chuẩn bị lọt, nên để ý một chút. Đúng rồi, anh đã để ý, nhưng vị trí vừa rồi thì lại có thể ken được. Bãi gỗ cũng ken được. Vâng, nói chung là hở từ đầu đến đít bài này. Bài này là một bài rất mát. Vâng, gió luồn vào nhà qua tất cả các đường, bốn phương và tám hướng. Dường như chúng con đang bị vâng úp sọt nhổ nước bọt thì phải. Chúng ta cùng xem màn hình máy của game thủ Dũng Con. Úi giời, úi giời, úi giời. Vâng, ai cứu chúng con. Giờ anh chưa có bánh xe. Vâng, anh chưa có bánh xe, làm nào bây giờ đây. Thôi, thôi, anh tôi già lắm rồi. Vâng, khổ lắm rồi. Vâng, nông dân thì không có bánh xe. Mà đây là chém chứ không phải là lạc đà. Bổ phát vào đầu, chém 2 mất 10 máu. Vâng, 2,5 phát chém vào đầu là nông dân là oẳng. Vâng, tham lai tụt xuống còn 19/32. Vâng, Tiểu Bạch Long đi sai rồi. Và 4-1 dành cho các game thủ phía Game TV. Quá khó khăn. Các game thủ trẻ thi đấu là cực kỳ mãnh liệt.